Xin chào anh em, chào mừng em quay lại với kênh Xe Hay Dở các em ạ. Lời đầu tiên em chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Video này em sẽ giới thiệu cho em về một chiếc xe Kia Morning bản GT Line. Đó là phiên bản 2021 và năm sản xuất là cũng là 2021 đi ạ. Vậy thì video này em sẽ giới thiệu cho em về phần giá xe này, tổng lăn bánh này, chương trình khuyến mại này và tính năng option của chiếc xe Kia Morning bản GT Line này có gì không. Thì em xin phép được giới thiệu cho anh em một cách chi tiết cụ thể để cho sự lựa chọn tài chính của mình tốt nhất. Còn anh em muốn được review xe, cập nhật giá xe bất kỳ dòng xe nào trên thị trường Việt Nam thì anh em hãy comment phía dưới cho em nhá, để em sẽ lên cho anh em một cách chi tiết cụ thể cho em ạ. Còn anh em mà chưa đăng ký kênh em thì em hãy đăng ký kênh em nhá, bởi vì kênh Xe Giờ của em sẽ chuyên về giá xe, tổng lăn bánh và các chương trình khuyến mại ạ. Ok, em xin phép được đi vào vấn đề chính luôn cho em nhá. Đầu tiên giới thiệu cho em về phần giá xe, với giá niết của nó đang là 439 triệu ạ. Khi mà áp dụng các chương trình khuyến mại cực kỳ đặc biệt thì chiếc xe Kia Morning bản GT Line này lăn bánh nội đang là 504 triệu ạ. Trả góp thì đang là 167 triệu ạ. Còn là tỉnh thì đang là 477 triệu. Trả góp thì đang là 140 triệu ạ. Còn là thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 495 triệu. Trả góp thì đang là 158 triệu em nhá. Đó chính là phần giá xe và tổng lăn bánh thì lúc nào sẽ là cam kết anh em sẽ là tốt nhất thị trường cho em đi ạ. Đó. Ok, tiếp theo giới thiệu cho em về những tính năng option của chiếc xe Kia Morning bản GT Line này có gì không? Em xin phép giới thiệu cho em ạ. Đầu tiên giới thiệu cho em về kích thước tổng thể ạ. Kích thước tổng thể chiếc xe này thì đang dài đang là 3m595 ạ, rộng là 1m595, còn cao là 1m485 ạ. Còn chiều dài cơ sở dài đang là 2m40 em nhá. Chiếc xe này rất là dài, rộng và cao đấy ạ. Đó. Còn đây giới thiệu cho em về phần đầu xe. Phần đầu xe của chiếc xe Kia Morning bản GT Line này thì phần đầu xe được dập nổi rất là nhiều, giúp cho chiếc xe nhìn rất là cứng cáp, chắc chắn, thể thao và rất là sang trọng em nhá. Đặc biệt đó chính là phần cụm đèn cũng như phần lưới tản nhiệt, có sự thiết kế nhìn rất là cách điệu, tạo cho chiếc xe nhìn rất là trẻ trung, thể thao và sang trọng em nhá. Còn đây giới thiệu cho em về phần mặt lưới ca lăng này. Mặt lưới ca lăng thì của chiếc xe này thì nó nhìn chân rất là sang trọng, đặc biệt nó chính là có thanh nẹp chrome nối liền giữa hai cụm đèn, tạo ra phần đầu xe cảm giác nó sẽ được trường xe hơn, dài xe hơn, rộng xe hơn anh em nhé. Còn đây giới thiệu cho em về phần cụm đèn phía trước này. Cụm đèn phía trước của chiếc xe Kia Morning bản 2021 này thì cụm đèn nó sử dụng đèn halogen dạng projector, giúp cho chiếc xe phần đầu xe và cụm đèn em cảm giác rất là sang trọng, thể thao và lịch lãm em nhá. Đó. Còn đây giới thiệu cho em về phần đèn gầm này. Đèn gầm nó sử dụng là đèn halogen dạng projector, bên xung quanh được mạ chrome. Phần đầu xe thì có chiếc xe Kia Morning bản GT Line thì này thì rất là sang trọng em nhá. Rất sang trọng và thể thao đấy ạ. Anh em thấy nào? Em đánh giá điểm cộng, điểm 10 cộng cho về dòng phân khúc hạng A này. Đây là đèn phân khúc này đang được thiết kế đẹp nhất phần khúc hạng A đấy ạ. Còn đây giới thiệu cho em về phần sườn xe này. Phần sườn xe được dầm nổi rất là nhiều, giúp cho chiếc xe được cứng cáp hơn, chắc chắn hơn, thể thao hơn và cũng tinh tế hơn rất là nhiều em nhá. Còn đây giới thiệu cho em về phần bánh xe. Bánh xe chiếc xe này sẽ là vành đúc hợp kim nhôm. Vành của nó vành 15 inch ấy, anh em nhá. Là màu bạc xám đấy ạ. Các tính an toàn cho bánh xe này gồm có hệ thống phanh ABS này, cân bằng tử xe ESC này, hỗ trợ khởi nhanh dốc này. Đó, chiếc xe này có tính năng an toàn, rất nhiều tính năng an toàn anh em nhá. Đó. Ok, tiếp theo giới thiệu cho anh em về phần gương chiếu hậu ạ. Gương chiếu hậu của nó sẽ là cùng màu thân xe, tích hợp trên đấy sẽ là có xi nhan trên gương. Nó sẽ là có chỉnh điện, gập điện và có sấy luôn anh em nhá. Rất tuyệt vời đấy ạ. Đó. Về phần chân kính của chiếc xe i10 này thì nó sẽ có thanh nẹp chrome cho chân kính, tạo cho phần chân kính chiếc xe này nó cảm giác nó chiếc xe nó được trường hơn, dài hơn và sang trọng hơn anh em nhá. Anh em thấy nào? Đây là một điểm cộng cho dòng xe phân khúc hạng A đấy ạ. Đó. Tay nắm cửa thì mạ chrome cho cả bốn cánh cửa. Ở phía dưới này thì nó có một thanh nẹp chrome chạy từ phần bánh xe trước đến bánh xe phía sau, tạo cho chiếc xe có điểm nhấn đó chính là sang trọng và đặc biệt nó cảm giác nó sẽ được trường xe hơn ạ. Tay nắm cửa mạ chrome cho cả bốn cánh cửa anh em nhá. Còn đây giới thiệu cho em về phần đuôi xe. Phần đuôi xe của chiếc xe Kia Morning bản GT Line này thì nó được dập nổi rất nhiều, giúp cho chiếc xe nhìn trông nó được rất là cứng cáp, chắc chắn và thể thao ạ. Trần xe của nó sẽ là trần phẳng anh em nhá, sẽ là không có cửa sổ trời đâu ạ. Anten bản này thì dùng anten vây cá rồi đấy ạ. Anten vây cá rồi em nhá. Đó. Và đây là đèn báo phanh thì để trên cao bằng đèn led đấy ạ.
Có đây mức tiêu nhiên liệu này, ở trong đô thị thì đang là 7,74 lít, còn ngoài đô thị thì đang là 4,68 lít, kết hợp trung bình thì đang là chỉ có là 5,82 lít thôi anh em nhá. Rất là tiết kiệm nhiên liệu đấy ạ. Nó sẽ có camera lùi này, sẵn camera lùi luôn anh em nhá. Ở trên tay tay đóng tay mở cốp sau đi ạ. Đó. Có đây giới thiệu cho em về phần cụm đèn này. Cụm đèn phía sau nó sử dụng đèn halogen chạy từ phần sườn xe đến phần đuôi xe, tạo ra cho phần cụm đèn phía sau một điểm cảm giác nó sẽ rất là sang trọng anh em nhá. Đó. Đây phần cản sau thì chiếc xe này nó sẽ săn có, đó chính là có cảm biến lùi này. Cảm biến lùi anh em nhá. Đói. Và nó sẽ chiếc xe này nó sẽ có phần phía sau cản sau này, phần em đánh giá đây là sự rất là sang trọng anh em ạ. Đó. Cảm biến thì nó sẽ là cảm biến 3 mắt anh em nhá, nó không phải cảm biến 4 mắt đâu ạ. Đó. Ok, giờ em sẽ đi vào bên trong nội thất để em giới thiệu cho em nội thất của chiếc xe Kia Morning bản GT Line này có gì không ạ. Đây giới thiệu cho em về nội thất nhé. Nội thất của chiếc xe Kia Morning bản GT Line này thì nội thất của nó sẽ là nội thất màu đen. Bên cánh cửa gồm có sẽ nó sẽ là có là điều chỉnh bốn mặt gương này, cụp gương này, lên xuống kính cho bốn cánh cửa này, khóa kính này. Đó, đây là tính năng khá là cơ bản thôi anh em ạ. Còn đây giới thiệu cho em về phần ghế này. Ghế của nó sẽ là ghế da anh em nhá. Ghế da chỉnh cơ đấy ạ, chỉnh cơ 6 hướng em nhá. Chỉnh cơ 6 hướng đấy ạ. Ok, giờ sang hàng ghế thứ hai, giới thiệu cho em về hàng ghế thứ hai này. Hàng ghế thứ hai giống như hàng ghế đầu tiên. Ghế của nó sẽ là ghế màu đen được bọc da đấy ạ. Ghế màu đen bọc da anh em nhá. Đó. Rồi em sẽ đi sâu bên trong để giới thiệu cho em chi tiết về bên trong hơn này. Đây. Hàng ghế thứ hai của chiếc xe này thì nó sẽ chưa có cả cửa gió cho hàng ghế thứ hai đâu anh em nhá. Đây giới thiệu cho em về vô lăng này. Vô lăng của chiếc xe Kia Morning thì nó được bọc da. Tích hợp trên đấy sẽ là có đàm thoại rảnh tay này. Đàm thoại rảnh tay này, điều chỉnh âm lượng nhá. Về túi khí thì bàn này nó sẽ là có hai túi khí anh em ạ, cho cả hai phiên bản. Cho cả hai phiên bản luôn anh em nhá. Còn đây giới thiệu cho em về phần màn hình giải trí này. Nó sẽ có màn hình cảm ứng 80 anh em nhá. Được nồi lên, cảm giác rất là sang trọng hơn. Hệ thống loa thì chiếc xe này nó sẽ là có 6 loa anh em ạ. Có 6 loa đấy ạ. Đó. Còn đây dưới đây giới thiệu cho em về hệ thống điều hòa này. Điều hòa chiếc xe này nó hệ thống điều hòa tự động anh em nhá. Không phải là điều hòa cơ chỉnh tay đâu, mà hệ thống điều hòa tự động đấy ạ. Đó, nó sẽ có bật tắt điều hòa này, hướng gió này. Còn đây giới thiệu cho em về hộp số ạ. Hộp số của chiếc xe này nó sử dụng là hộp số tự động anh em nhá. Hộp số tự động là 4 cấp đấy ạ. À. Còn phanh tay của chiếc xe này sử dụng là phanh cơ em nhá, phanh cơ đấy ạ. Hộp tựa tay trung tâm được bọc da, có tựa tay trung tâm anh em nhá. Ok, giờ đã sang bên phần động cơ, giới thiệu cho em về động cơ ạ. Còn đây giới thiệu cho em về động cơ này. Động cơ của chiếc xe Morning GT Line này nó sử dụng động cơ là động cơ 1.25 anh em nhá. Với công suất cực đại nó đang lên 83 mã lực đấy ạ. DOHC ở đây nó chính là trục cam kép anh em nhá. Còn cái màu xanh này đó chính là nước rửa kính em nhá. Cổ hút thì chiếc xe này để cổ hút nể lên thì rất là cao rồi đấy ạ anh em ạ. Còn đây là Acqui, thường sử dụng là Acqui Pinaco, Acqui khô anh em nhá. Về thời gian bảo hành của Acqui thì chiếc xe này thì Acqui sẽ được bảo hành là 1 năm hoặc là 20.000 km anh em nhá. Nó không như bảo hành theo xe đâu ạ. Còn đây là cầu chì này. Đó. Còn cái màu vàng này đó chính là dầu phanh anh em nhá. Ok, tiếp theo sẽ sang phần tổng thể, giới thiệu cho em về tổng thể cũng như những tính năng an toàn của chiếc xe Kia Morning bản GT Line này. Có gì không? Em xin phép giới thiệu cho em ạ. Đây giới thiệu cho em về tổng thể nhé. Về kích thước tổng thể như đầu video thì em đã giới thiệu cho em rồi. Tiếp theo giới thiệu cho em về những tính năng an toàn ạ. Chiếc xe Kia Morning phiên bản mốt này thì những tính năng an toàn của chiếc xe này nó khá nổi bật rất là nhiều. Đó chính là có hệ thống phanh ABS này, phân bố phanh điện tử ABD này, hệ thống cân bằng điện tử xe này, hỗ trợ khởi ngang dốc anh em nhá. Đặc biệt đó chính là hệ thống cân bằng điện tử xe và hỗ trợ khởi ngang dốc đấy ạ. Phiên bản trước nó vẫn chưa khó đâu ạ. Về túi khí thì bản này sẽ có hai túi khí em nhá. Đấy, nó ngoài ra thì nó sẽ thêm một đó chính là cảm biến lùi và camera lùi đấy ạ. Ok, vậy thì video này em đã giới thiệu cho em về phần giá xe này, tổng lăn bánh này và các chương trình khuyến mại cũng như là những tính năng option của chiếc xe Kia Morning bản GT Line phiên bản 2021 này rất là chi tiết cụ thể rồi. Vậy thì video này em xin phép em sẽ dừng video ở đây. Anh em có thấy hay thì bấm like, đăng ký kênh em nhé. Để em sẽ cập nhật về giá xe cho toàn bộ các dòng xe của Kia cũng như các hãng xe khác nhau ạ, như là Hyundai, Kia, Mazda, VinFast, Mitsubishi, Nissan, Ford, Toyota hay rất nhiều hãng xe trên thị trường Việt Nam, để em cho anh em sự lựa chọn tài chính của mình tốt nhất.
Còn anh em mà muốn được review xe, cập nhật giá xe bất kỳ dòng xe nào trên thị trường Việt Nam thì anh em hãy comment phía dưới cho em nhá, để em sẽ lên cho anh em các chi tiết cụ thể cho em ạ. Còn anh em mà chưa đăng ký kênh em thì em đăng ký kênh em nhá, bởi vì kênh Xe Đi Giờ của em sẽ chuyên về giá xe, tổng lăn bánh và các chương trình khuyến mại ạ. Ok, em xin phép em sẽ dừng video ở đây. Chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Cảm ơn anh em đã xem video này của em ạ.